Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Và hôm nay thì mình sẽ so sánh tất cả các bạn xem về hai dòng xe. Đây chính là chiếc Winner X phiên bản HRC. Đây là cái màu sắc cao cấp nhất của Winner X nha các bạn. Đó, màu HRC. Còn đây là chiếc xe Exciter 105 VVA ở phiên bản cao cấp nha các bạn. Phiên bản này thì có ổ khóa Smart Key. Đó, nói chung là về hai chiếc xe này thì đang là hai mẫu xe cạnh tranh với nhau và các bạn hay so sánh của hai mẫu xe này với nhau. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này cho tất cả các bạn có thể tham khảo thông qua coi video này của mình nha. Nói chung là về kiểu dáng thì hai dòng xe này thì nó vẫn là Autobahn, nhưng mà nó kiểu dáng nó khác nhau nha các bạn. Nó có thiết kế khác nhau. Thì mỗi bạn mà fan dòng xe nào thì sẽ thấy dòng xe đó đẹp theo cách khác nhau. Còn về giá bán thì nó sẽ có sự chênh lệch. Đối với Exciter 105 thì hiện tại đang có mức giá là 55 triệu ở phiên bản cao cấp nha các bạn, có khóa Smart Key. Đó, còn đối với Winner X HRC hiện tại thì đang có mức giá là 48 triệu. Thì nói chung là đã có bao giấy tờ và phí để biển số nha, hay còn gọi là bao giá lăn bánh. À, mình sẽ so sánh những cái điểm hơn thua của hai dòng xe này. Đầu tiên thì nhắc đến Exciter 105 thì người ta sẽ nhắc ngay đến ổ khóa Smart Key. Đây các bạn, mình sẽ quay cho các bạn xem, đây là một cái điểm cộng của dòng xe Exciter 105. Nó có ổ khóa Smart Key nha. Đó, còn Winner X thì sẽ không có cái điểm này. Và một cái điểm nữa thì đối với Winner X thì khi mà nhắc đến so sánh hai dòng xe này thì người ta sẽ so sánh ngay đến ABS. Và đây sẽ là một điểm mạnh của dòng xe Winner nha các bạn. Đây, đối với ABS thì hiện tại ở phân khúc 150 thì chưa dòng xe nào có. Và Winner X thì đã được trang bị cái ABS trước rồi. Đó, và tiếp theo nữa chính là về cái phuộc của xe nha các bạn. Đó, cái phuộc của Winner X thì nó rất là to và đầm. Đây cũng là một cái điểm cộng của dòng xe Winner X các bạn. Còn đối với Exciter 105 thì cái phuộc của nó thì vẫn là dạng phuộc như Exciter 150 và có được tinh chỉnh và dài hơn 10mm thôi. Còn về động cơ của hai chiếc xe này thì nó có sự khác biệt các bạn. Đối với dòng Exciter 105 thì sẽ là động cơ SOHC, hộp số là 6 cấp và công suất là 17,7 HP và có công nghệ van biến thiên VVA và cái nồi chống trượt nha các bạn. Còn đối với Winner X thì nó sử dụng động cơ là DOHC, hộp số 6 cấp và công suất là 15,4 mã lực. Thì về cái động cơ của hai mẫu xe này thì nó sẽ có những cái ưu điểm khác nhau. Đối với dòng động cơ DOHC thì nó sẽ thiên về cái tốc độ cao cũng như là khi chúng ta đi ở đường dài, đó, đi phượt thì động cơ DOHC nó sẽ phát huy tác dụng. Còn đối với động cơ SOHC thì nó sẽ thiên về đường phố, là chúng ta sẽ chạy ở trên phố. Đó, và có VVA thì nó sẽ hoạt động ở cái vòng tua máy là 7.000. Còn về kiểu dáng ở phía sau đuôi thì nó vẫn có nét tương đồng thôi, vẫn là sinh nhan tách rời. Đó, về đuôi xe. Đây mình thấy cái đuôi của Winner X thì nó thiết kế kiểu dáng nó ngắn gọn hơn. Đó, còn 105 thì cái phần đuôi này nó nhiều nhựa nên là mình cảm thấy nó hơi thô. Nói chung là đấy là cái đánh giá của cá nhân mình thôi, còn mỗi người sẽ nhìn nhận theo một cách khác nhau nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem về phần mặt đồng hồ. Đó, tiếp theo mình so sánh về phần mặt đồng hồ thì cả hai mẫu xe này đều có cái mức hiển thị đồng hồ là LCD, đều là full LCD hoàn toàn nha các bạn. Và cái phần chức năng thì đối với Exciter 105 thì nó sẽ hơn, bởi vì nó có nút bật tắt động cơ tạm thời với cả nút bật tắt đèn. Đó, và có ổ khóa Smart Key của điện thoại. Đây là phiên bản cao cấp nha. Còn đối với Winner X thì nó sẽ không có nút bật tắt đèn và cũng không có nút bật tắt động cơ tạm thời. Và ổ khóa thì sẽ là sử dụng ổ khóa thường. Đó, thì nói chung là mỗi xe thì đều có những cái điểm mạnh và điểm khác nhau. Nói chung là dòng xe nào cũng vậy thôi, sẽ không thể nào mà hoàn hảo được. Nó có cái này thì nó sẽ mất cái kia. Đối với Winner X thì nó có ABS, thì mẫu xe Exciter 105 thì lại có cái ổ khóa Smart Key. Đó. À, về cái thông số lốp trước sau hai mẫu xe đều là như nhau nha các bạn, đều là như nhau, không có khác gì đâu. Vẫn là lốp trước là 90, 80 và lốp sau là 120, 70, 17 nha. Cơ cấu xăng số của dòng xe này thì đều là cần số 1 chiều. Đó, động cơ thì sẽ là DOHC và SOHC. Rất nhiều người thì thích động cơ của mẫu xe Winner. Đó, nhưng mà rất nhiều người thì lại thích động cơ của Exciter bởi vì có VVA. Thì nói chung là về cái phần động cơ cũng như là kiểu dáng thì các bạn thích dòng xe nào thì các bạn sẽ chọn dòng xe đó thôi. Mình không thể nào đánh giá đẹp xấu để cho các bạn lựa chọn được nha. Đó, về phần đuôi thì nói chung là hai chiếc xe này cái phần đuôi nào nó cũng thiết kế vút cao, nhưng mà cái chiếc 105 này thì nó thiết kế cái phần thẩm mỹ đằng sau này nó nhỏ, nó bầu giống cái đuôi của mẫu xe R15. Còn Winner X đây các bạn. Đó, Winner X thì có một cái tiếng nổ rất là lực, với cái bô nổ rất là lực nha. Cả hai xe thì đều có cái phần thắng đĩa sau. Đó, mình sẽ quay cho các bạn ở mặt góc nghiêng nha, như này nha. Đây, về cái phần mặt nạ trước thì mẫu xe Exciter 105 thì nó sẽ tích hợp cái phần đèn cốt ở trên, đèn pha ở dưới. Đó, còn đối với Winner X thì ở trên sẽ là còi và ở dưới sẽ là đèn pha. Đó, đèn pha, đèn cốt thì sẽ tích hợp ở bên dưới luôn nha. Nói chung là đây cũng là một cái điểm yếu của dòng xe Winner, bởi vì khi chúng ta vào cua thì nó sẽ không nhìn thấy cái đèn ánh sáng nó chiếu theo chúng ta. Còn xi nhan tách rời và đây cũng là một cái điểm yếu nữa. Đó, còn 105 thì nó sẽ thiết kế cái phần xi nhan ở hai bên này luôn. Đó, nói chung là mẫu xe nào cũng vậy thôi, không thể nào mà hoàn hảo hết được. Đó, nói chung là đấy là những cái so sánh nhanh để cho mọi người có thể là biết được về hai dòng xe này thôi. Còn nói chung là mẫu xe nào cũng vậy, cũng sẽ có những cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, nên là các bạn sẽ lựa chọn theo cái sở thích của cá nhân của mỗi người nha.
Rồi và cái video này thì mình sẽ làm ở đây. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.